Vì công việc của em là kinh doanh đó chị, nên nhiều khi á về cái rô thời trang của em nó cũng phải đa dạng, và em cũng bán hàng online nữa, nên rất là nhiều mẫu mã, ví dụ như những cái trang phục hở hay là gì kia là bắt buộc là em phải mặc để em chụp mẫu rồi. Nên chụp để đăng lên trên Facebook để bán á, phải không? Dạ đúng rồi, nên về rô ăn mặc á thì em cũng mong muốn á, nếu mà bạn trai của em thì cũng phải hợp rơ với em vấn đề đó. Tháng một chút. Dạ, nhưng mà em sẽ biết cách điều chỉnh, ví dụ như khi gặp người lớn hay như thế nào em sẽ ăn mặc phù hợp với nó. Rồi dạ. bạn nam thì phải biết ăn mặc chút xíu nữa. Tên là Ngô Hoàng Long, em năm nay 28 tuổi, quê quán tại Hà Nội, hiện tại thì em đang ở Sài Gòn được 4 năm rồi. Công việc của em hiện tại thì đang là quản lý một trung tâm Anh ngữ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em chào tên bà. Là Nguyễn Hoàng Sang, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang có hai cửa hàng thời trang tại tỉnh Bình Phước, và em đang làm việc và kinh doanh tại đó. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em á thì tính của em thì cũng rất là dễ gần, tại vì công việc của em kinh doanh đó chị, nên nhiều khi á mình cũng phải nhẹ nhàng với khách hàng. Ủa mà sao vậy mà em vẫn chưa có bạn trai? Trong cuộc sống mình có những lúc mình không nói trước được chị ạ. Có những lúc á mình cứ ngỡ rằng mình yêu như vậy là đã là đúng rồi, mình cứ lao vào mình yêu thôi, nhưng mà thật sự nó không đúng, tự làm tổn thương bản thân mình. Rồi cũng có những lúc á mình cứ tưởng chừng như mình đã chọn thời điểm và đúng người rồi, nhưng mà lại cũng không phải như thế. Người ta lại là người đến rồi cho mình một tia sáng, một tia hy vọng, rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó đi. Ai mà ác dữ vậy? Trời ơi, cái gì mới 24 tuổi mà nói về tình yêu sao mà nó... Ai mà đem hy vọng tới người ta thì dập tắt hy vọng của người ta. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình chính thức thôi. Còn không chính thức thì nhiều lắm hả? Dạ, không có. Thì em thì có, cũng là chỉ là làm quen tìm hiểu thôi, chứ không có dẫn đến tình yêu. Thôi, bỏ qua cái chuyện cũ đi, giờ đi. Trường mới nha. Bây giờ bạn gái nè, muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một bạn nam, ví dụ như là làm công việc kinh doanh, còn nếu không kinh doanh thì công việc tương đối ổn định. Cái ngoại hình bên ngoài thì phải đậm đà một chút, đừng có mỏng manh quá. Đậm đà là sao em? Trời đây quá đậm luôn. Đậm là da màu đậm á hả? À không phải chị, đó là nhìn cứng cỏi chút quá chị. Chắc chắn, chắc chắn dạ đúng rồi. Đây hơi bị ngon à. Lát chị qua chị kiểm tra cho. Rồi sao nữa, có cao lớn à? Tầm 1m68 trở lên là được rồi. 1m7 thì càng tốt. Đủ luôn. Đủ không em? Dễ ẹt. Còn gì nữa, gì khó hơn đi. Cái gì nữa không? Tôi còn khó hơn đó. Dạ. Tính tình thì phải trầm tĩnh một chút xíu. Bên đây lúc trầm lúc không trầm. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nãy giờ yêu cầu bên đây có đủ hết rồi đó. Có cái điều gì bạn tối kỵ, bạn không thích ở người đàn ông không? Tại vì công việc của em là kinh doanh đó chị, nên nhiều khi á về cái rô thời trang của em nó cũng phải đa dạng, và em cũng bán hàng online nữa, nên rất là nhiều mẫu mã, ví dụ như những cái trang phục hở hay là gì kia là bắt buộc là em phải mặc để em chụp mẫu rồi. Nên chụp để đăng lên trên Facebook để bán á, phải không? Dạ đúng rồi, nên về rô ăn mặc á thì em cũng mong muốn á, nếu mà bạn trai của em thì cũng phải hợp rơ với em vấn đề đó. Tháng một chút. Dạ, nhưng mà em sẽ biết cách điều chỉnh, ví dụ như khi gặp người lớn hay như thế nào em sẽ ăn mặc phù hợp với nó. Rồi dạ. bạn nam thì phải biết ăn mặc chút xíu nữa. Để coi có biết ăn mặc. Nói lớn lớn không? Trời ơi. Ồ được. Được. Chuyện nhỏ. Style dữ nha, cặp này xứng đôi nè. Nhưng mà điều nhiều khi đàn ông ích kỷ lắm. Mình á ăn mặc đẹp thì được, nhưng mà bạn gái mình mà diễn quá thì lại thấy khó chịu. Quan điểm của em thì bạn gái đẹp thì càng tốt. Nhưng mà cổ hơi hở hở một chút được không? Em thấy cũng không sao đâu chị. Trời, mà để nó nghe nè. Nãy giờ có nói xạo với anh Linh không cái vậy, chứ sao mà vậy mà không có mà bạn gái mà lên nhờ chương trình? Dạ vâng, thì tại vì tính em hơi trẻ con, nhưng mà trong tình yêu thì có khi là mình cũng hơi khó tính quá, nên là mình chưa tìm được cái người phù hợp với mình thôi. Vậy em muốn tìm người sao mà em nói khó? Dạ thì trong tình yêu thì mình phải cùng sở thích với là hợp tính cách. Ví dụ như là em rất là thích đi xem phim, mà em rất là thích ăn uống, nên là nếu mà như mà hợp về cái đấy thì là tốt nhá. Chứ không có chuyện nó dễ. Tưởng yêu cầu gì không, thích xem phim với ăn tại uống vì, tại vì nhiều khi có bạn nữ thì ví dụ như là giữ dáng quá hay là sao thì mình lại lười ăn. Trời ơi, dài cũng bóng nữa. Áo cũng bóng nữa. Trời, người ta... Ngon thì ý tôi nói ngon mà. Này, có tật xấu gì không? Tật xấu thì em... Tật xấu em là hơi lười. Lười gì? Với cả lười như ví dụ dọn nhà. Dạ, còn hay quên nữa. Nếu như được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Nếu mà được thì chắc khoảng 1-2 năm nữa. À, nhưng bây giờ mình cứ phải chuẩn bị dần dần là vừa. Tới đó là chỉ rước cô dâu về thôi. Dạ. Ha, rồi để tôi gả cho. Trời ơi. Hôm qua coi đàn gái con sao chứ.
Trời ơi, xứng đôi vừa lứa là được rồi. Chứ giờ anh muốn sao, anh qua anh coi. Chúng ta là gái coi sao. Khi dễ nha gái đâu được. Cú thà. Trời ơi. Trời ơi. Dễ thương. Đi chào anh. Trời ơi. Giống mặt xinh xinh giống Phạm Băng Băng quá nha. Dễ thương quá. Bạn có muốn hình tượng người yêu của bạn giống ai không? Trong nhà em thì em có một anh trai và hai anh rể. Và em hình tượng ba mẫu người đàn ông trong gia đình của em. Trời, tới ba người gặp ba với rể đâu liên quan gì đâu trời. Ba. Tại vì không phải ba nữa. Là tại vì các anh trong nhà em á, ai cũng là sói ca đó, rất là thương vợ con. Ngoài công việc ra thì rất là chăm bẩm cho gia đình. Ở đây có những người nào thần tượng em ngồi đây không? Dạ có anh em. Rồi để chút coi thử coi sói ca là giống sói ca trên đây không nha. Bên đây không sói ca là cái ca cũng được. Giờ gặp sói ca em trước nha. Dạ. Ồ, sói ca. Anh ruột hả em? Dạ, anh rể của em. À, anh rể. Dạ. Kế bên là chị ruột đó hả? Dạ không, kế bên là hai bạn thân của em. Rồi, chào anh. Anh thấy em trai bệnh như thế nào? Dạ, được ạ. Muốn làm anh em cục chèo á. Dạ, nhìn men với nhìn cũng đẹp trai rồi nhìn... Nói chung nhìn cũng hợp á. Rồi, hai bạn kế bên này. Thì ý kiến của mình là chỉ có một cái thắc mắc là về khoảng cách của Sang với lại anh á. Có vẻ hơi xa thì không biết là anh có cái dự định như thế nào để mà mình hẹn hò. Anh cũng hơi bất ngờ tại vì mình cũng hơi khoảng cách hơi xa nhau. Nên là nếu mà được thì quen nhau thì tốt nhất là một tháng mình gặp nhau một lần thì cũng ok. Tại vì cái công việc của anh thì đi làm thì anh cũng làm từ sáng đến tối. Nên là cái khoảng thời gian nghỉ của anh thì cũng không nhiều. Tại vì một tuần thì anh có thể nghỉ chỉ được một ngày là nhiều thôi. Cái việc mà mình quen nhau như vậy mà một tháng mình chỉ gặp nhau khoảng 1-2 ngày như vậy thì cái mức độ tình cảm của mình nó không có được thăng tiến nhiều. Nên là tại vì bây giờ nghĩ cái vấn đề công nghệ nó phát triển rồi mà em. Nếu mà mình không gặp nhau thì mình có thể FaceTime mà. Được không? Sang hay sao? Dạ, tại vì khoảng cách đó thì em có thể giúp anh hỗ trợ được. Tại vì một tháng em có thể em lên lấy hàng 4 lần. Ồ. Tôi sẽ đứng về phía nhà gái. Bạn nào có đi ra không? Dạ, em đi với mẹ em và chị họ em. Ồ, có mẹ nữa hả? Có chị họ nữa. Rồi, cho gặp mẹ. Dạ. Chào cô. Chào Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Cô cảm nhận về cô gái này như thế nào ạ cô? Theo sự nhìn nhận bên ngoài của tôi thấy cô ấy rất là dễ thương. Còn về vấn đề tình cảm của hai bạn thì đấy là tùy đó ạ. Dạ, tùy hai đứa ha. Em có thể chào hỏi bác vài câu. Dạ, lời đầu tiên thì con cũng gửi lời đến sức khỏe đến cô và gia đình. Đó là nhận xét của cô thì cô đã khen con dễ thương. Rất là cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Rồi, chúng ta sẽ có cơ hội 2 phút thôi. Trò chuyện thật nhanh, cố gắng thuyết phục. Bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Trước tiên thì anh có một món quà tặng cho em. Hy vọng là khi mà nhìn thấy con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Sau khi cuộc trò chuyện và trao đổi nãy giờ, anh có cảm nhận gì về em không? Anh cảm nhận thì anh thấy em đúng là rất là dễ thương và em rất là giỏi. Dạ. Anh ạ. Tại vì với 24 tuổi mà em có hai cái cửa hàng như vậy là rất là giỏi rồi. Anh cũng chúc em là sẽ có thêm cửa hàng thứ 3 ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu mà em nói là một tháng mình lên được em lên Sài Gòn được 4 ngày á thì không biết là những cái ngày đấy thì mình gặp nhau thì vào buổi tối được không? Tại vì anh ban ngày anh đi làm á, còn nếu mà em vào được những cái ngày mà anh nghỉ được thì anh mới có thể gặp em được vào ban ngày á. Thì không biết cái đấy thì mình có cảm thấy là khó khăn hay không? Dạ, về thời gian thì buổi tối thì cũng được chứ không có gì hết. Tại có những lúc thì em đi lấy hàng về hơi bị muộn, khoảng 7-8 giờ vậy đó mới xong. Nên chỉ sợ hơi muộn một tí thôi. Okay, nhưng thì... mà em với em chỉ cần mình có gặp là được. Anh hỏi em về một chút về sở thích, không biết là mình có thích cái chỗ nào mà sôi nổi không? Những cuộc hẹn hò đối với em thì cũng đơn giản thôi. Em chỉ thích những quán ngoài đường thôi. Dạ, nó rất là thoải mái mà mình được sống với mình đó. Mỗi người sẽ có một câu gì đó thật là tình cảm nào. Khi gặp anh rồi thì em cũng thấy rất là có sự gì đó gọi là dễ gần gũi với nhau. Anh thì trước khi mà anh gặp em thì anh cũng hơi băn khoăn. Tại vì anh thì cũng có thể là quan trọng bạn gái có gu ăn mặc một chút xíu mà lại gặp đúng em là người thích thời trang. Và nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng
Cảm thấy rất là hợp. Với em thì cái nhìn đầu tiên rất là quan trọng. Rồi, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ biết được cái nhìn đầu tiên có thích hay không. Rồi, đây, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Trò chuyện ít phút cũng cũng có được những cái cảm nhận của riêng mình rồi nha. Và bây giờ giống như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ, bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là chúng ta quyết định đến với tình yêu. Không bấm, không vấn đề gì cả. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, mời em. Là sao nhỉ? Tại sao em không bấm? Cái chuyện yêu xa thì với em thì nó cũng tác động rất là nhiều. Tại vì mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất là khó. Em với em thì vậy thôi. Chứ còn nếu bạn, em xin lỗi em, tại vì em rất là dễ thương. Nếu như mà ở trong một hoàn cảnh khác thì chắc là... Cô ấy có nói là cô ấy sẽ lên đây một tháng 4 lần được mà. Dạ không, tại vì cái khoảng cách thì một tháng 4 lần gặp nhau thì cũng, em nói thật là cũng hơi ít. À, nhưng mà em thấy lúc nãy anh nói là không quan trọng, anh có thể cố gắng mà. Thay vì lúc đó anh đừng nói vậy. Sorry anh nhiều. Tôi nghĩ rằng bạn trai đã bỏ ra qua một cơ hội rất lớn. Bạn gái rất là dễ thương, giỏi giang và hiểu được tâm lý của người đối diện luôn. Nhưng sao, đó là quyền quyết định các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho một đối tượng nào đó thích hợp hơn. Chúc hai bạn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chị Cát Tường. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Không, cứ giữ làm kỷ niệm, thôi, có sao đâu. Không làm, không sao cả. Có sao đâu. Cứ giữ làm kỷ niệm. Nó là một kỷ niệm cũng rất đẹp đấy. Chúc hai bạn là sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ làm bạn với nhau. Tôi chắc chắn rằng nha, sau chương trình này phát sóng, bạn gái sẽ nhận được cả ngàn lời cầu hôn của chương trình. Từ đó trở lên, bạn trai cũng vậy. Ha, cố gắng là cuộc sống. Chúc mừng các bạn. Chú ạ. Chào con. Dạ, chú dễ thương không? Dạ, con khỏe ạ. Trời ơi, con gái dễ thương quá ta. Dạ, chú ơi. Có một ruồi nữa dễ thương. Con có tật xấu gì không? Nói cho bạn kia biết đi. Tật xấu của con là rất là đặc biệt, khác người nhất. Sao? Ngủ thích không thích mặc đồ. Thôi khỏi đi. Tật xấu gì nữa không? Đừng có nói tật xấu. Dạ, tật xấu nữa là con hay bị say xe. Với lại đi là chuyên gia bẹt lạc đường. Mỗi lần mà đi lạc đường, ước gì mình có người yêu là taxi. Không biết rõ đường, khỏi chỉ cho mình khỏi bị lạc. Không, mà tại sao ngủ mặc đồ? Dạ không, không biết nữa, em thấy nó thoải mái hơn. Thôi con, không nói nữa, giờ chúng ta sẽ cùng giới thiệu sơ yếu lý lịch trích ngang ha. Mời bạn nam. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường và quý khán giả đây. Em Nguyễn Minh Linh, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Đắk Lắk. Bây giờ em đang quản lý các đại lý C2 của công ty Kasumina và các doanh nghiệp vận tải. Rồi, tới phiên mình, giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Con chào chú Quỳnh Linh. Dạ, chào con. Đây là hiểu rồi ha. Dạ, em xin chào. Ủa, tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thư. Hiện tại em đang là kế toán cho một công ty quảng cáo digital ở quận 10. Thì em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi. Sau khi mà ra trường đi làm, em vào Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 ạ. 24 tuổi, chà, cũng giỏi quá ha. Các tường là kêu chú Linh bằng em á con. Dạ, con không biết nữa chú ơi, ba mẹ con dặn là vậy chú. Ba mẹ dặn là kêu chị Cát Tường bằng chị, kêu chú Quỳnh Linh bằng chú. Dạ. Cũng được, không sao, có người kêu chú bằng bác đó con. Cho chị gửi lời thăm cảm ơn ba mẹ em nha. Dạ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu, những cái điểm mạnh, điểm yếu. Em biết cái gì cũng một ít hết, nấu ăn một ít, biết kiếm tiền một ít, biết ăn chơi một ít. Biết ăn chơi. Ăn chơi là sao, ví dụ? Ví dụ như đi ăn với bạn bè thì cũng phải đi ăn tốt cho bao tử của mình mà chị. Rồi chơi thì xả láng lắm chị. Bạn bè mà có dịp hội nghị gì đó thì là bụt đi chơi, không càng quan tâm tới gì hết, miễn là đi chơi thôi. Nói chung là chơi hết mình, làm hết sức ha. Đúng. Dạ. Thì khuyết được. Điểm khuyết điểm của em là nói nhanh, nóng tính và em không kiềm chế được cảm xúc của em. Bây giờ con có thể nói chậm chậm cho chú bên đây nghe không con? Bây giờ chú muốn con nói cái gì nè? Muốn tìm một người yêu như thế nào là lý tưởng?
Dạ, người yêu lý tưởng là con mong muốn được 90% của ba con. Ba con lại sao, ai biết thì sao? Ba con là một người đàn ông của gia đình, biết chăm lo, biết suy nghĩ và lo làm ăn. Tính tình thì hiền lành và đặc biệt một cái là rất là thương con. Rồi, vậy bạn trai giới thiệu về cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn trai đi. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn. Được, cái này tốt nè. Rồi em biết quan tâm chăm sóc gia đình. Quá tốt. Phải biết lo cho sức khỏe của mình nữa. Đúng rồi, phải lo sức khỏe mình có sức khỏe mình lo cho nhiều người khác. Dạ. Gì nữa? Biết chơi một số môn thể thao, ví dụ như đá banh. Khuyết điểm là cái gì? Khuyết điểm thì chắc có lại là cũng hơi nóng tính, nhậu hơi nhiều. Bớt đi ha, nhậu. Không, bây giờ bớt lại rồi. Em muốn tìm người bạn gái thế nào? Nói chung là biết nấu ăn, quan tâm chăm sóc gia đình, biết yêu thương mọi người xung quanh. Cũng có 90% giống mẹ em một xíu. Một bên là lấy người, thường là ba, bên người là mẹ ha. Rồi, lý do hôm nay các bạn đến đây là các bạn đang ế, mà tôi không tin điều đó. Bởi vì với một cái người đẹp trai thế này, một cái người mà cũng là quản lý, cũng có tài ha. Tại sao lại ế? Là do cái môi trường làm việc của em, chỉ toàn con trai không à, với những người lớn tuổi. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, ba. Ba rồi. Nhưng mà mối tình nói chung cũng không có đậm sâu cho lắm. Mình thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chính thức thì có một, còn có tìm hiểu của một. Mình chia tay bao lâu rồi bạn? Chia tay chính thức là gần 4 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ, thì bạn ấy bị một vấn đề tai nạn. Chia buồn với em, thôi chuyện cũ rồi ha. Dạ. Mình đã sẵn sàng mọi thứ để mà tiến tới hôn nhân chưa? Em thì tiến tới hôn nhân thì khoảng 2 năm nữa. Bởi vì em cũng muốn phụ giúp ba mẹ của em về một số vấn đề ạ. Okay, như vậy được rồi. Về ngoại hình bạn mong muốn người bạn trai mình là người như thế nào? Dạ, không là hóa chị. Hả? À. Không hóa, không thôi. Cao 1m6 trở lên. Thương ngứa luôn mụ. Dạ, chào chị Cát Tường. Không có hói. Có hôi. Bụng bự không chị? Không. 60 á chị. Đâu, dở anh coi. Thôi kỳ lắm. Đồng kỳ. Nguyên đi tắm biển thôi. Cát Tường khoái 60. Không, 4 múi thôi, 4 múi. Ở đó nghe. Hửi ra, hửi thôi. Ở đây nói nghe nè. Có hôi không? Không. Ngày tắm mấy lần? ba lần. Xạo, làm gì ngày tắm ba lần? Tắm thì lần hai lần nữa chứ. Thì sáng tắm đi làm, trưa về nóng quá tắm, tối tắm đi ngủ, ba lần. Có tập thể thao gì không? Có, em tập thể thao thì đều đặn. Có sức khỏe không? Khỏe. Hỏi đàng hoàng nghiêm dạ, túc. Dạ khỏe, khỏe. Chắc được mấy cái? Khoảng được 30 cái. Thử rồi, 20 thôi. Ba đây luôn đó chị. Ừ. Giờ muốn có bạn gái không? Thì có chứ. Làm đi. Thử 15 cái được không chị? Thì áo nó chật quá. Anh mà hít được 50 mới cho em biết. Có không anh vừa lên 50 ngày á. Ngày cái á. Rồi làm đi. 10 cái đó chị ơi. Rồi giá hoài. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 phải rè hả? 12 13 14 15 nữa hả? 16 17 18 19 20. Rồi khuyến mãi chị cái. Khuyến mãi chị trời. Tôi đâu cần khuyến mãi. Được rồi. Chân thật nói được làm được. Thôi đi mà bãi đi. Rối luôn. Sao chị? Dễ thương. Khỏe lắm. Ghê lắm. Con chào chú ạ. Chào con. Dạ, chú dễ thương. Khỏe không? Dạ con khỏe ạ. Trời ơi, con gái dễ thương quá ta. Dạ, chú ơi. Có một ruồi nữa dễ thương. Con có tật xấu gì không? Nói cho bạn kia biết đi. Tật xấu của con là rất là đặc biệt, khác người nhất. Sao? Ngủ thích không thích mặc đồ. Tôi hỏi đi. Mày tật xấu gì nữa không? Đừng có nói tật xấu. Dạ, tật xấu nữa là con hay bị say xe. Với lại đi là chuyên gia bẹt lạc đường. Mỗi lần mà đi lạc đường ước gì mình có người yêu là taxi. Không biết rõ đường khỏi chỉ cho mình khỏi bị lạc. Không, mà tại sao ngủ mặc đồ? Dạ không, không biết nữa. Em thấy nó thoải mái hơn. Thôi con, không nói nữa, giờ con có đi với ai không? Dạ con đi với là hai chị đồng nghiệp ạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Thì em làm chung với Thư. Thư rất là nhiệt tình, làm việc rất là nhiệt huyết, quậy hết sức và chơi hết mình. Thì đó là một điểm rất là hay và rất là thú vị ở Thư. Và Thư sống rất là chân thật. Thì em thấy là ở cái thế giới nhiễu nhương này mà có một người mà chân thật như Thư là một điều rất là đáng quý. Và đó là... Mà bi quan tới thế giới nhiễu nhương như đâu đến mức dữ vậy. Một vài phần tử thôi. Còn về đánh giá của em về anh trai thì anh trai rất là thật tình. Rồi, cảm ơn bạn. Em có đi với người nhà nào ai đi theo ủng hộ không cưng? Dạ có chị, bạn của em. Chào chị Linh, chào
cứng lên, cứng lên. Cứng lên. Chào chị Cẩm Ly, chào chị. Cẩm Ly ở đâu? Quý. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Bình tĩnh chưa, bình tĩnh chưa? Rồi, mình nhận xét về cô bạn gái này coi. Nói chung là bạn gái thì là xinh. Tính tình thì nãy giờ Linh tự nghe rồi nên thôi tự đánh giá. Còn bạn trai của bạn? Thì Linh thì nói chung là rất biết quan tâm tới gia đình. Như tụi em là con trai mà thì thường là rất là vô tâm. Riêng Linh thì trong một nhóm bạn thì có Linh là quan tâm tới phụ huynh của mọi người nhất. Rất là quan tâm. Cảm ơn bạn. Mình sẽ có 2 phút để gặp mặt nha. Điểm mạnh, điểm yếu nghe hết rồi ha. Rồi. Giờ mình trò chuyện trực tiếp với nhau. Kéo màn lên. Anh có chút quà bé nhỏ tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Chào em. Dạ, em chào anh. Anh thấy em thế nào ạ? Anh thấy em rất chi là tâm sự, rất chi chân tình. Công việc của anh thời gian như thế nào anh ha? Nói chung lúc nào em cần lạnh thì lúc đó anh lạnh. Kiểu này được rồi. Bởi vì công việc của em thì em làm về rất là trễ. Quẩn lắm ha? Không, không có việc làm. Dạ. Quẩn lắm ha? Không, công việc của em nó vậy gì. Anh nghĩ như thế nào về một gia đình? Thì một gia đình thì gồm ba mẹ và các con thôi. Tỷ lệ nhậu của anh hiện tại là như thế nào trong một tuần anh? Không, bây giờ anh... Tại vì bây giờ công việc của anh đã ổn định nên nhậu cũng ít lại rồi. Ok, cho nhậu đi em, nhậu về hết đất là vẫn khỏe, không sao đâu. Thì dự định kết hôn của anh là khi nào anh ha? Khoảng bao nhiêu năm nữa? Chắc cũng 1 năm đến 2 năm rồi. Dạ, ví dụ như khi kết hôn thì con gái là phải làm dâu. Dạ, thì làm dâu như thế, muốn nhận Tết đó, em muốn về nhà em thì không biết là như thế có được không anh ha? Thì là làm có thể dâu thu xếp thì... để về nhà. Cái đó thì sắp xếp thôi em. Dạ. Bởi vì nhà em có một mình em con gái nên em cũng muốn Tết, cũng muốn sum họp với gia đình. Tâm đi, con gái nói vậy đó. Chứ bốt về lấy chồng rồi chồng nói gì nghe hết à. Trời, tâm lý tôi biết mà, dạy trai á. Không sao chị ơi, em muốn trai dạy em thôi à. Có đâu, nói vậy thôi, mạnh miệng ta chưa lấy chồng. Nói chung là anh rất vui khi được gặp em. Và anh hy vọng thì mối quan hệ của mình sẽ tốt hơn. Dạ, thì em cũng vậy, em cũng rất vui gặp anh. Thì thời gian ở đây thì nó có cái dung lượng của nó thôi. Nên là nếu mà có cơ hội cho nhau thời gian tìm hiểu hay gì đó thì để biết rõ nhau hơn, có thể là sẽ phát hiện ra những cái điểm mạnh điểm yếu của nhau hơn. Rồi, chị cũng rất vui được gặp hai em ở đây. Dạ. Chị không biết mức độ chị chặt chém sau ngày càng nhiều á. Rồi, bị quýnh quá. Em để tay vô nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyết định xem có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2. Ủa em ấn cứng ngắc rồi sao, nó gì vậy? 3. Cái này chắc bị ấn nhiều quá hay sao anh ơi. Rồi. Trời, có thể nắm tay em được không? Ai cho nắm tay vậy? Em nắm trước. Nó coi như ở đây thường thường là yêu cầu nắm tay mới nắm tay. Vậy hả chị? Chị ai đâu nắm lại. Rồi các em nắm tay nhau. Rồi cảm ơn chị. Rồi các em hôn nhau. Thôi đi chị. Trời ơi bèo. Nãy giờ chị nể em lắm mà em làm vậy là chị thấy không được rồi. Em có giỏ đó anh ơi. Sao? Tôi lĩnh đàn ông đâu? Thôi cho anh hôn cái má. Em có giỏ đó anh ơi. Đó. Trời ơi. Em có giỏ anh ơi. Giỏ anh ơi. Phụ nữ khó hiểu quá nha. Tưởng gì? Con ơi, trời ơi. Không cần là thế đó chú. Chúc mừng hai con. Dạ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Nga, em 28 tuổi. Em công tác tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Gia đình em ở Bình Phước nhưng mà em làm việc tại Đồng Nai ạ. Rồi, em làm cái gì ở trong tòa án? Dạ, em làm thư ký ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên Huỳnh Thanh Tân, năm nay băm được 2 nhát rồi. Em làm ở công ty bảo việt Đồng Nai. Cũng hài hước quá ha. Rồi, tại sao mình tìm đến đây hả bạn trai? Ế quá anh rồi. Ế? Nếu mà về ế của em thì nó có cái truyền thuyết về cái ế của em. Ế của truyền thuyết. Truyền thuyết hồi xưa mẫu giáo nè. Cấp 1 nè, cấp 2 lên cấp 3 luôn. Xung quanh ông bớ nó buông nhiều lắm. Em mình em nam mà xung quanh nữ không à. Chắc nó hút hết mật rồi, cái giờ lên mấy con khác nó thấy hết mật nó không hút nữa. Này em có thích người bạn trai mà hài hước rồi vui dí dỏm vui nhộn như vậy không? Dạ có ạ.
Tại vì em thấy là trong cuộc sống á, ai cũng có nhiều lo âu, nhiều mệt mỏi quá rồi. Thế nhưng mà một người bạn trai mà lúc nào cũng gặp em cũng than anh buồn quá, anh mệt quá, anh chán quá, thì em cũng thấy chịu không nổi. Vậy là hợp gu rồi đó phải không? Dạ. Thế em cũng rất ok, là lý do tại sao mình phải nhờ đến chương trình. Dạ, chắc cũng một phần do công việc nữa chị. Tôi làm việc của em thì hầu hết là mọi người có gia đình rồi. Một vài bạn nam thì chưa có gia đình nhưng nhỏ hơn em thì không có làm ăn được gì á. Thế điểm mạnh của em là gì? Em có 3 điểm mạnh chính. Nhất là em không có nhiều chuyện. Ưu điểm thứ hai của em là em thích nấu ăn và thích những bữa cơm gia đình. Ưu điểm thứ ba của em là em có lối sống khoa học, em chăm sóc sức khỏe và ăn ngủ hợp lý. Em thường đặt ra mục tiêu của mình trong mỗi giai đoạn cuộc sống để mà mình đạt được. Hiện giờ cái một giai đoạn này là như thế nào? Giai đoạn này mục tiêu là lấy chồng. Mục tiêu là được á. Mình đặt cái chuẩn người đàn ông mình tìm là người đàn ông như thế nào? Về ngoại hình thì khoảng cao khoảng 1m65, ngoại hình dễ nhìn. Cao hơn em, đen hơn em và xấu hơn em là được chị. Gì kỳ vậy? Muốn trong mắt bạn ấy em lúc nào cũng đẹp. Rồi cái gu cô này cũng lạ lắm nè. Bên đây xấu quắc à? Trời ơi xấu quắc luôn vậy hả? Hỏi em thích lấy vợ đẹp không? Vợ đẹp em không thích chị. Chứ không phải lấy vợ xấu hơn mình để thấy mình đẹp sao? Không có đâu chị, em không thích cái hình nền như vậy. Em thích cái hình nền hai cái đi chung với nhau. Mình có tật xấu gì không bạn? Cái tật xấu nó cũng gọi là cái ưu điểm của em luôn á chị. Tại ưu điểm của em là nói chuyện vô duyên. Bây giờ nó chưa lộ, khi mà mình sau này mình có vợ á chị, mình nói chuyện vô duyên, gái đâu theo đâu. Gái để vợ đỡ ghen, đỡ mệt, đỡ già. À, đó thôi cũng được. Còn em có thể là nấu ăn được, người đàn ông có thể của gia đình. Thì em khi đi làm về thì em về nhà phụ giúp vợ được phải không? Dạ, khuyết điểm của em là có thể là bạn bè nó hơi nhiều, công tác xã giao nó sẽ bị nhiều. Thì em cũng phải đi khách hàng, đi tiếp khách. Thì cái đó phải báo trước cho vợ. Dạ, thì chuyện đó bình thường. Qua coi hình nền bệnh thế nào nha. Đổi cái hình nền liền luôn. Ô trời ơi, anh kia chắc chắn xấu quá. Xấu hơn em, yên tâm. Anh em hài hước ha. Mà em không biết, giống như ảnh có nói là có vô duyên thiệt không thì không biết. Cũng chút chút à. Cũng có chút chút. Được không? Thầy. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không em? Dạ có, em đi với chị gái và già hết ghê luôn chị. Rồi giờ chị nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào chị? Tính cách hài hước chị như vậy là rất là hợp với bé Nga. Với nói là con người của gia đình thì bé Nga nó cũng rất cần những người như vậy. Cho nên em thấy cũng rất là hợp. Tính của nó thì hơi thất thường. Lúc giận, lúc hờn nên nhiều khi bạn trai khó chịu. Không sao đâu, mình đẹp mà mình có quyền. Anh kia anh xấu hơn anh phải chịu mình chứ. Đúng không? Em muốn hỏi bạn trai bên này là anh ơi anh có lãng mạn không ạ? Lãng nhát hả? Đúng rồi. Lãng mạn thì mình thuộc tiếp người không có thiên về lãng mạn nhiều. Tiếp người thực tế. Nếu mà lãng mạn thì lâu lâu phải cố gắng làm một cái, hai cái. À Nga ơi, tớ nghĩ là đương sự này thì mọi thứ cũng tương đối ổn. Có điều là có điều là hơi thiếu một tí lãng mạn. Em nghĩ là nếu mà muốn ổn hơn chút xíu nữa thì anh nên sưu tầm thơ của Hàn Mặc Tử hay Nguyễn Bính gì đó. Mỗi lần mà bạn ấy giận hờn gì anh cứ gào thét ở dưới nhà, em nghĩ là sẽ ổn hơn. Ơi, vừa đọc thơ mà vừa kêu bằng đương sự nữa thì ai mà nghe thơ làm cò ác. Nghe ghê quá. Hồi nó phạm nhân nữa mệt lắm. Rồi nhà trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ, dì và chú với lại mấy em. Dạ rồi, chào cô. Tôi là dì của em Tân. Thì dì thấy rằng là về vị trí địa lý thì nói chung là tốt rồi. Tại vì bác Tân thì cũng làm việc ở Đồng Nai, gia đình ở Đồng Nai. Và cháu gái ở đây thì nhà ở Bình Phước nhưng mà làm ở Đồng Nai thì thấy là như vậy là cũng có điều kiện để các cháu mà thường xuyên tiếp xúc và gặp gỡ gia đình ở bên đằng trai. Dạ. Nghe mà bé gái nói chuyện thì gia đình thấy rằng là cũng hợp với gia đình. Đây là mẹ của em Tân và đây là chú và đây là em và còn hai em ngồi phía dưới nữa thì dạ, thấy là đã được rồi. Chào mẹ đi, có bác gái ngồi đó luôn kìa. Dạ chào bác, chào dì. Dạ cô nói một câu gì với cháu đi cô. Theo mẹ thấy thì bé này cũng được. Là ăn thua hai đứa thôi. Gia đình hai bên một đã đồng ý hết rồi. Giờ tùy thuộc hai bạn thôi. Kéo màn lên. Kéo màn. Mời hai bạn. Có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Nãy giờ tôi thấy cuốn sách này mà tôi chưa hỏi. Dạ em có món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn em nhiều. Sách tựa gì vậy? Đương đối nhân nói sự gì thế nghệ, sự, nghệ thuật xử thế anh. Tưởng đâu đương sự nói gì chứ. Hồi nãy em nghe bên kia, lúc nãy em nghe nói thì em cũng không hình dung được về anh. Nhưng mà nói chung là ấn tượng đầu tiên của em với anh thì có ấn tượng tốt. Người con gái mà anh nghĩ là nãy anh nghe nói em làm việc trên bên cái môi trường là tòa án. Anh nghĩ thì cái bên đó thì người ta sẽ cứng nhắc.
Nhưng mà anh khi mà anh thấy em là nét nữ tính nhiều hơn, là quá mềm. Đổi hình nền này được không em? Dạ, hình nền quá đẹp. Quá đẹp. Nãy anh chưa nói cái khuyết điểm của anh là anh không có thích nhắn tin nhiều. Anh thích mà gặp, tiếp xúc lẫn nhau, mà mình nói chuyện là mình dòm qua gương mặt, ánh mắt của nhau. Yêu cầu anh một ngày phải một tin nhắn, hai tin nhắn liên tục vậy đó, thì có thể công việc anh bỏ qua một bên, anh không có thể nào chú trọng đến cái vấn đề tin nhắn. Ủa là cái gì, hai người đi làm là cả ngày không liên lạc với nhau gì luôn á hả? Có thể công việc mình cũng không thể nào mình tiếp xúc liên tục qua điện thoại được. Thường phụ nữ người ta thích được chăm sóc, ví dụ như giống như là tôi đi làm mà có bồ mà ngày đó mà không hỏi thăm, bắt đầu tôi nghi rồi đó. Nhưng mà tôi ghen, giờ này làm gì, ở đâu, đi đâu, đi với con nào, tại sao không nhắn tin, tại sao không hỏi thăm. Em nghĩ là cái vấn đề nhắn tin hay gọi điện đó nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Quan trọng là đối phương có đáng lại cho mình dành thời gian ra hay không thôi. Chứ còn một tin nhắn thì cũng chỉ có mất có vài giây thôi à. Thấy chưa, tôi khơi ra trúng rồi, thấy chưa. Đó là cái thói quen đó, giờ anh chỉ thích mà gặp mặt nói chuyện với nhau. Còn cái vấn mình phải thay đổi chút xíu, mình có thể em sẽ giúp anh cái phần nào đó để thay đổi cái con người của anh. Nói chung là không, theo anh nghĩ nè, nhắn tin hay không là quan trọng là có yêu nhau nhiều hay không. Bây giờ mình chỉ đề ra vấn đề đó thôi. Nhưng nói khi đã yêu rồi đó, trời ơi, tin cứ tới tấp nập luôn, không nói cũng nhắn nữa. Bây giờ nè, bạn nữ khiêu vũ rất là đẹp, mời bạn nam nhảy bản. Cái máu mà khiêu vũ em cũng vẫn rất thích. Nhưng mà do cái vấn đề là mình đó giờ mình chưa qua trường lớp, mình nhảy thì nó lóng nga lóng ngóng gì như vậy. Đấy, mới có điều kiện người ta ôm mình, người ta dìu mình. Coi như em là vũ nữ đi. Vũ công, vũ công đi. Âm nhạc chuẩn bị. Đứng lên. Trời ơi, mạnh dạn lên nào. Cơ hội nhảy đâu anh. Kệ nó. Dạ, em thấy trong bộ nhiều bộ phim á, nhiều khi họ không biết khiêu vũ gì đâu, nhưng mà họ chỉ cần đứng dựa vào nhau và lắc qua lắc lại. Trời là ơi, cái gì hoài vậy thôi hả? Dạ, tôi cho cơ hội ôm nhau còn không chịu nữa kìa. Cái ông này thiệt không biết phải đàn ông không ạ? Bắt đầu. Nhào vô, âm nhạc. Vậy hả em? Trời ơi, ông chơi xì dạ đâu. Ơi, cái này là em thấy chuyện những... Đấy thì cầm tay thôi ạ. Đã giờ được hai cái rồi. Rồi, bắt đầu rồi, tình cảm hơn nè, tình cảm hơn là mình diễn nè. Nói đi, trong âm nhạc này nói đi. Đi vòng vòng đi em. Mình về bạn trai đi vòng vòng đi em. Nhảy mà mặt như chó già trời. Cười vui lên chứ. Rồi, rumba luôn. Anh bỏ tài. Té, té. Té luôn, đỡ té nổi đâu anh ơi. Trời ơi, không có được anh ơi. Nhưng mà nhanh vô hoài vậy, ngồi xuống đi. Nhảy đầm trước cô gái đẹp mà mặt nhanh nhanh. Sợ đạp, sợ đạp chân. Rồi bạn nam đi, nói một câu rồi. Gì đó cảm xúc của mình, tỏ tình với bạn nữ đi. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Nói cho nghiêm túc cho ông ơi. Ông hài hước riết ông quen rồi. Sâu lắng tình cảm vô. Anh muốn làm bạn nhảy cả đời cho em. Thôi hết thời gian. Hy vọng anh sẽ nhắn tin cho em nhiều nhiều một chút. Được có cái câu mà anh muốn làm bạn nhảy với em suốt cuộc đời được đó. Suy nghĩ nha, rồi quyết định. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Thế bây giờ giỡn sợ bạn gái không bấm nút. Nhưng lý do em bấm hơi chậm đúng không? Em là cái người lãng mạn, mà anh ấy nói là anh ấy không có lãng mạn, thì em sợ rằng như thế thì sẽ có sự không hòa hợp được trong quá trình tìm hiểu. Đây là một chàng trai tốt đấy, nếu mà lãng mạn quá thì người ta đã lãng mạn với nhiều người lắm rồi. Hai người nắm tay nhau cái đi. Nắm đi.